Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu món cà ri gà nha. Và nguyên liệu thì cần như sau: một con gà, bún giang tây thì mua loại sợi nhỏ, một gói thì cho 3 người ăn, hoặc là 2 gói cho 6 người ăn, 6 cho tới 8 củ khoai tây, 3 lon soda dừa, dầu ăn, hành tây 1 củ vừa băm nhỏ ha, nửa củ tỏi cũng băm nhỏ luôn, 3 hoặc là 4 tép sả cũng là tất cả là đều băm nhỏ hết, nửa lon sốt cà chua loại 6 ounce, cà ri bột, cà ri dầu, 2 hộp nước cốt dừa. Bây giờ mình ướp gà, cái này là sốt cà đó. Cái này mình chia ra làm 3 phần, mình múc một phần bỏ vào đây. Rồi, 1 muỗng rưỡi cà phê cà ri bột, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, hành tây bằm, tỏi bằm, sả bằm. Cái này mình chia ra làm 3 phần, bỏ vào đây 1 phần, còn lại 2 phần ha. Một phần. Cà ri dầu bỏ vào đây khoảng chừng nửa cái muỗng súp. Tất cả những thứ này mình trộn đều lên, lắc cho đều. Rồi chúng ta để vào tủ lạnh. 2 tiếng đồng hồ sau mình sẽ tiếp tục làm nha các bạn. Mình sẽ bắt sẵn nước sôi nha các bạn. Nước sôi luộc bún, luộc khoai tây. Đầu tiên á, cái nước sôi này đó thì mình sẽ luộc khoai tây. Trong cái nước này á, là mình dùng nước dừa, nước dừa coco, một nửa là nước dừa coco và một nửa là nước lạnh thường. Để mục đích á, cái này là cái trick á, mục đích á là để cho khoai nó được dẻo, nó không có bị mỡ, đồng thời nó ngọt nữa. Trụng sơ một cái thôi nha các bạn, không có trụng lâu. Bạn có thể dùng bún tươi, mình thích nhất là cái loại bún này. Nước thật sôi đổ vào đây, quậy qua một cái, tắt lửa liền, đậy nắp lại. 1 phút sau trở lại liền. Lần thứ hai thì mình nhớ đảo một lần, để ở dưới lên trên, ở trên xuống dưới thêm một tí nữa. Tổng cộng khoảng chừng 3 cho tới 4 phút. Trong này nó có hai cái trick. Cái thứ nhất là khi mà mình luộc khoai, cái khoai trong cái nước luộc khoai đó không phải nước lạnh không, mà còn có thêm nước dừa coco. Cái thứ hai là bên cái đồ vật liệu để mà ướp gà cần phải có thêm cái này. Cái này, cái thứ nhất nó làm cho gà nó mềm, cái thứ hai nó dịu bớt lại cái mùi cà ri. Cái thứ ba nữa nó tạo thêm cái độ sệt. Mình đổ ra rá nha. Sau đó xả lại bằng nước nóng để cho nó săn lại cái phần bún. Cái món này đó các bạn có thể nấu khi cuối tuần đãi bạn bè khách khứa trong gia đình, hoặc là nếu mà các bạn độc thân ở một mình, các bạn cũng có thể nấu như thế này rồi chia ra trong những cái, sau khi nấu xong mình để trong những cái thố nhỏ, bỏ vào ngăn đá, ăn từ từ. Bây giờ mình lên lửa các bạn nha. Cái thứ nhất là mình sẽ xài tới dầu. Khi mà nói về cái dầu đó thì mình không có xài dầu ô liu. Dầu ô liu thì người ta nói là ăn sống thì nó tốt nhất, chứ còn khi mình chiên xào thì tới cái độ nóng quá đó thì nó lại trở thành cái chất độc nha các bạn. Chính vì vậy mình chỉ xài cái loại dầu thường thôi. Đầu tiên mình cho một tí dầu vô ha. Cái lý do hồi nãy mà mình nói tại sao cái này chia ra làm 3 phần, một phần mình ướp vào gà, còn lại 2 phần thì để vào đây, thì cái một phần mình sẽ chia ra ha. Một phần tỏi trước, xào tỏi lên. Xào đừng có vàng quá, hơi vàng, hơi ương vàng là được nha các bạn. Mình bỏ một phần sả vào đây, xào lên. Sau đó bỏ tiếp phần hành vào đây. Rồi, cho một muỗng cà sốt cà chua vào đây. Rồi,
cái cà chua vào nó cũng làm cho cái màu rất là đỏ đẹp các bạn. Ngoài màu cà ri rồi còn có thêm màu này. Rồi tiếp tục cho một tí cà ri dầu vào đây, trộn cho đều. Rồi các bạn thấy nó như thế này rồi ha. Bây giờ gà mình cho vào một nửa. Trộn đều ra ha. Thì tới cái giai đoạn này mình bớt xuống lửa, bớt lửa xuống medium thôi. Rồi mình đậy nắp lại khoảng chừng 5 cho tới 10 phút. Để alo đem mê đảo nha các bạn. Rồi sau khi mình thấy nó hơi chín chín, mình cho vào đổ qua một cái sàn.